Rồi các bạn, đây là mình đến vườn dâu da xanh ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Đây là cổng vào. Cũng trang trí cũng đẹp á, cũng dù bọng lồng đèn. Xin chào. À, ở đây bán vé bao nhiêu? Dạ 40.000 một vé chú ạ. À. Ờ hả? Dạ. Rồi, vô tham quan giờ có cho mở cửa không? Dạ có chú. Rồi ok. Bán tôi 3 vé đi. Dạ 3 vé cho xin 100.000. Ok. Đây là vườn dâu da xanh ở Sa Đéc, Đồng Tháp các bạn. Nhưng mà hiện tại thì dâu nó vẫn còn non, nó chưa chín. Mình tới đây thì nó cũng còn sớm, cái này chắc khoảng 1 tháng nữa. Không biết khoảng 1 tháng nữa không, mà trái cũng nhiều đó. Rất là nhiều dâu da xanh này, nó chín nó cũng màu xanh luôn các bạn. Nhưng mà nó vẫn ngọt, chứ nó không có màu vàng. Nhưng mà trái còn nhỏ lắm, chưa ăn được, cái này ăn chua chết. Ai ăn chua được thì ăn. Cái loại dâu này là nó có cái đặc biệt là nó từ thân nó ra bông, ra trái từ ở trong thân, mà nó có trái từ gốc lên luôn các bạn. Cái thân nào già lâu năm thì cái cành nào già nó lại trái nhiều, còn cái cành non thì nó không có trái. Đặc biệt nó là như vậy. Mình chỉ đi ngang và ghé tham quan một tí thôi, chứ sự thật là dâu này nó chưa có ăn được. Nếu có dịp các bạn chắc khoảng 1 tháng nữa chứ. Này chắc 1 tháng nữa ăn được. Cái này mình không biết là cái sinh trưởng của trái dâu này bao lâu, nhưng mà mình nghĩ chắc 1 tháng nữa ăn được. Trái rất nhiều, trái rất là nhiều, nhưng mà cái loại này nó vẫn chưa có ruột. Ở đây thì mua vé là 40.000 các bạn, nhưng mà mình chưa có ăn được. Người ta vẫn cho mình hái ăn thử đó, nhưng mà nó chưa có ruột. Ui da, chua té luôn. Ui da, chua quá, nó còn non, nó chua quá các bạn ơi. Chua té nữa luôn. Xin thải
da xanh tên gì đây? Tùng Nguyễn à, tạm biệt bye. Nếu các bạn thấy thích thì bữa nào khoảng nửa tháng, một tháng nữa tới đây là dâu chín rất nhiều đó, tham quan và ăn dâu đó, chụp hình chụp ảnh quay phim bye.